Chào bạn. Khi mà chơi giải mã thì chắc hẳn là rất là nhiều bạn muốn là kết nối từ smartphone, từ điện thoại qua được đầu giải mã. Thì có rất là nhiều sai lầm xảy ra khi nhiều bạn không biết nhưng mà đã bị nhiều người bán nói là sử dụng cái đường vào của analog của những cái đầu MIDI hoặc là những cái đầu CD có chức năng recorder để làm giải mã. Cái này hoàn toàn sai các bạn, mình phủ nhận hoàn toàn sai, không thể nào qua cái đường đó mà nó làm giải mã được. Qua cái đường đó thì nó chỉ là có cái tác dụng là trung gian thôi, qua sao thì nó âm thanh nó ra y như vậy, có khác đi chăng nữa là tiếng nó lớn hơn. Vậy thì có cách nào để chúng ta chơi qua những cái đầu giải mã mà nó kết nối được tới smartphone hay không? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đó. Và hôm trước mình có một video nhưng mà mình chỉ hướng dẫn qua điện thoại của Samsung Android, thì hôm nay mình sẽ có hướng dẫn qua điện thoại iPhone, và bên mình có bán những cái jack chuyển nó luôn nha các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn với điện thoại iPhone, và điểm mà chúng ta lưu ý là chúng ta phải có đó là những cái đầu giải mã mà nó có cái đường vào là đường USB, và đường USB này là đường USB của máy tính đó. Các bạn có thể nhìn thấy phía sau này, để mình zoom lên cho các bạn thấy này. Các bạn thấy nó có biểu tượng USB không đó, nhưng mà nó có hình giống như cái nhà, nó vuông và hai cái phía trên thì nó bầu cái góc đó. Các bạn so sánh với USB này, nó khác với USB mà USB chúng ta cắm trực tiếp nha. USB chúng ta cắm trực tiếp thì nó giống như thế này đó. USB này là chúng ta cắm vào để nó phát nhạc luôn, còn USB mà mình quay đó là chúng ta cắm vào để nó kết nối đến laptop, đến máy tính. Thì với những cái đầu này thì kết nối đến laptop, máy tính thì nó rất là đơn giản rồi, nhưng mà kết nối với smartphone thì không phải là mình cam đoan tất cả nó đều chơi được nha, tại vì nó sinh ra chỉ để chơi máy tính. Thì với smartphone thì nó có thể hoạt động được đến 95% với những cái smartphone của Android hoặc là iPhone. Thì đây hôm nay mình có cái iPhone 12 Pro Max đây, mình thử nha, thử một bản nhạc iPhone nha. Bây giờ để mình cắm vào đây nha. Đây, mình rút ra mình cắm lại nó chặt vào được rồi đó. Rồi bây giờ khi chúng ta mở vậy thì chúng ta sẽ chỉnh lên volume rồi. Người trai lính chiến xuôi tàu về quê hương, vui đêm phố phường quên đi phút giây gió lạnh ngoài biên cương. Một đêm mùa hè tôi đến sân ga vui đón người trai lính trở về. Tàu cũ năm xưa mang trả về cho tôi người xưa, để đêm nay ngồi đây viết. Tất cả âm thanh nó phát ra thì nó đều qua giải mã và nó xử lý. Rồi. Bây giờ mình thử cắm vô điện thoại Samsung nha. Các bạn lưu ý là mấy cái này thì đòi hỏi điện thoại chúng ta nó phải hơi đầy pin một chút. Lúc nó yếu pin quá nó không cung cấp đủ nguồn để cho tín hiệu nó xuất đâu nha. Thì
Mình thấy trên Android thì đa số là tốt, nhưng mà trên iPhone á thì nó thường hay bị hiện tượng là khi mà yếu pin á thì nó sẽ là tín hiệu nó chập chờn. Đấy. Trên Android thì chúng ta chỉ cần mua một cái dây, cái đầu này là đầu thay C qua thay B, hay gọi là thay C qua thay B á, một đầu jack này cho cái chuôi cắm sạc của điện thoại, và một cái đầu vuông vuông này cho cái chuôi của giải mã. Đây, để mình thử điện thoại Samsung các bạn nghe nha. Điện thoại Android thì nó hỗ trợ nhiều hơn iPhone rất là nhiều. iPhone thì mình thấy nó hay bị, nhiều khi nó bị yếu pin thì nó mất tín hiệu, nhưng mà Samsung á, Android á, Samsung, Sony hay là LG hay là, nói chung là chạy Android á thì mình thấy là ổn định hơn. Mà các bạn phải luôn biết là những cái đầu giải mã này nó sinh ra chỉ là để chơi cho Windows thôi, còn mình chơi cho điện thoại là mình dạng như là may mắn thì nó hỗ trợ được thôi, nhưng mà đa số là hỗ trợ được, chứ khi bán ra thì nó không cam kết chúng ta cái vụ là nó chơi được qua điện thoại rồi nha. Đó, thành ra dây này các bạn có mua thì mình có bán lại thôi, nhưng mà không phải là mua về cái nào nó cũng hỗ trợ đâu nha, không hỗ trợ thì cũng chịu. À rồi, để mình thử qua Samsung. Để mình đó, cái chuôi này là các bạn này, mình chuyển qua cái cổng như bây giờ hồi nãy mình tắt rồi. Đó, Samsung thì nó có một rồi đấy. Thì chúng ta sử dụng một cái đầu chui là gọi là cái đầu Lightning chuyển sang USB mà đầu cái, thì từ đó chúng ta cắm một cái dây đây, một cái dây cáp nữa là cáp USB thay A sang thay B. Đó, thì cái đầu chui này từ đây là từ iPhone nó sang ra cái đầu USB, và chúng ta có một cái dây của đầu USB máy tính. Đó, như vậy lên iPhone thì chúng ta phải tốn 2 dây. iPhone thì mình chưa thấy nó bán cái dây mà thẳng từ từ cái đầu này chuyển qua luôn cái đầu máy in, hay còn gọi là đầu thay B, đầu C, đầu Lightning sang đầu B thì mình không thấy. Mình chỉ thấy là nó bán đầu Lightning sang đầu USB cái, thì chúng ta cắm USB đợt vào thì nó chuyển qua máy in như vậy đó. Đó, còn với Android á thì các bạn có thể mua thẳng luôn cái đầu thay C này. Đó, thay C này nó chuyển luôn qua đầu máy in luôn, đầu luôn, đầu giải mã luôn. Cái đầu này mình hay nói nhầm là máy in tại vì nó dùng giống y cái đầu của máy in á. Đó, đó. À, thì
Cái này là mình nói khoảng 95% là nó hỗ trợ nha, chứ không phải là cái nào nó cũng hỗ trợ. Tại vì đầu giải mã này, những con này nó ra thì nó chỉ hỗ trợ cho máy tính thôi, nó không có phải là nó ra mục đích để chúng ta chơi qua điện thoại. Thì mình thấy là đa số cái nào về mình cắm vào nó cũng hỗ trợ hết, thì mình giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta chơi qua điện thoại vậy thôi, chứ không phải là cái nào chắc chắn các bạn cũng được. Nhưng mà với máy tính là 100% nó hoạt động được rồi. Thì cái dây này thì như cái đầu cáp này thì mình, nếu bạn thích thì mình bán lại cho 200.000, nhưng mà mình cũng nói với các bạn là không phải là chắc chắn tất cả các cái đầu giải mã nó đều hỗ trợ qua điện thoại nha. Thì nếu các bạn mua về mà nó không được thì cũng cũng không có thể trả lại được, thì các bạn cân nhắc lại nha. Thì mình chỉ bán, bạn nào thích mua về để chơi thì bán thử thôi, chứ không phải là chắc chắn được, mà 95% là được á. Rồi thì như vậy thì từ iPhone thì chúng ta sẽ cắm qua cái đầu Lightning sang USB, USB đầu cái. Từ USB đầu cái chúng ta cắm từ cái đầu đực qua lại cái cổng máy đầu giải mã đây đó. Đây là dây cắm. Còn với cái cổng Lightning này, với cái cổng iPhone Android này, thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp từ Type-C qua. Rồi đó là cách kết nối đến những cái đầu giải mã, mà đa số những cái đầu giải mã của châu Âu, của Mỹ, hoặc là những cái đầu giải mã mà cao cấp thường nó không có cái chức năng mà đọc trực tiếp nhạc từ USB ổ cứng cắm trực tiếp vào, mà nó chỉ cắm từ máy tính qua. Thì chúng ta cũng có thể phát từ điện thoại bằng cách là những cái dây kết nối như mình nói. Thì bạn nào có nhu cầu về ổ cứng nhạc chất lượng cao, hay là bất kỳ cái gì về giải mã thì có thể liên hệ mình nha. Bên mình có bán USB ổ cứng chip sạc nha. Một USB là 800.000, 128 GB, và một ổ cứng là 1.000 GB, giá là 2 triệu nha.